chỉnh thì sao, em chỉnh rồi. Mở mở bên ngoài, mở vào trong rồi. Thật lưu ý là không được để cho nó không được quên chốt, không được quên chốt. Đây máy thì tầm nhìn nhé, hướng dẫn cho các bác lắp máy và chỉnh máy. Thôi một hai lần. Các chú lưu ý nếu cái khuôn nào mà nó xứ con lá mà không lọc đâu. Hỏi mẹ. Gửi cho nó à? Máy cắm điện nó chạy rất là êm. Gửi cho nó rồi à? Cái này nó như kiểu chỉnh qua một cái bộ rô của nắn sắt, em làm xây dựng em biết rồi mà. Đối với đối tất của bạn là bạn tất. Thôi đúng không? Thế ví dụ như có cái khuôn nào ở đây của em thì cái khuôn của em mà đa số là nó vuông hết. Ví dụ như ngày trước bọn chị làm cái khuôn mũi giáo á thì nó không đều nhau thì em phải đệm thêm. Ví dụ như cái nếu mà khuôn mà nó vuông đều nhau thế thì thôi. Còn nếu mà bên nào không đều nhau thì em phải đệm thêm thêm hàng đệm thêm sắt cho nó cân. Cắm điện cho chạy một tí vào đây. Từ đóng cửa đó. Chốt đâu chị chị ơi. Thợ CNC đây đâu. Từ từ để em cắm điện đã. Bật đi được rồi đấy. Từ chưa để nó dừng vòng lại tháo ra được cái gì đâu. Đấy, máy chạy rất là chuẩn.